Và một số trường hợp thậm chí còn tệ hơn, sau khi mà trở về ấy, thì mặt không vấn đề nhưng tay cả vùng tay bị bỏng nắng, bị rát. Sau đấy thì hết cái giai đoạn bỏng rát rồi ấy, thì da nó vẫn lại sạm này. Một số trường hợp cá biệt nó thậm chí còn để lại những vệt tăng sắc tố ở cái vùng bàn tay hay cái vùng mà dưới cánh tay này. Hè đến rồi, năm nay phải đi Phú Quốc tắm biển, năm nay phải đi Hạ Long tắm biển, năm nay phải đi Sapa để leo núi. Đó, thì có rất nhiều các chị em đang chuẩn bị những kế hoạch để đi chơi, đi khắp nơi vào trong mùa hè này. Tuy nhiên, có một vấn đề vô cùng lo lắng, vô cùng đáng quan ngại cho các chị em. Đó là sau những cái đợt mà đi chơi, đi vui vẻ hết vào mùa hè, thì khi trở về mọi người sẽ đi cùng về đấy là một làn da đen, sạm, rám nắng. Hay mà tồi tệ hơn nữa, ấy, đó là các chị em đang điều trị nám, đang bôi các sản phẩm trị nám, đang 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, da đang rất ổn rồi, thì tự dưng sau một đợt đi biển về, da lại đâu lại hoàn đấy, nám lại quay trở về như cũ. Vậy phải làm như thế nào? Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Tiến Đạt Official. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 6 thủ thuật nhỏ giúp cho hạn chế tình trạng đen, sạm hay hạn chế nguy cơ tái phát lại nám khi đi du lịch. Nào, cùng bắt đầu vào video thôi. Những số 1, chống nắng như thế nào khi đi biển hay đi du lịch? Thông thường đối với các chị em văn phòng thì một ngày mình chỉ tiếp xúc ánh sáng mặt trời khoảng tầm 15-20 phút vào buổi sáng và 15-20 phút vào cuối ngày khi đi làm về hay đi trên đường thôi. Thì trong cái thời điểm đó mình có thể chống nắng một cách nhẹ nhàng, một ngày mình có thể bôi kem chống nắng từ 2 lần hay 3 lần, tức là bôi kem chống nắng rất là ít thôi, 4 tiếng, 5 tiếng mới bôi một kem chống nắng một lần, thì nó đã đủ giữ cho da mình ở độ vừa ổn rồi. Tuy nhiên khi mà đi biển hay đi những cái khu vực du lịch ấy, thì mình vẫn tiếp xúc với mặt trời cả ngày, tức là coi như mình đi hết một ngày, mình đi thăm thú, mình đi tham quan, mình đi nhìn các nơi như thế, thì cái việc bôi kem chống nắng chỉ có 3 lần hay 4 lần như thế một ngày là chưa đủ. Nếu các bạn đang ở ngoài trời trong cái thời điểm đi du lịch ấy, thì ít nhất là 2 tiếng, nhớ nhá, 2 tiếng nhá, chứ không phải 3 tiếng hay 4 tiếng đâu. Mỗi 2 tiếng một lần là mình phải dặm lại kem chống nắng rồi. Với những trường hợp mà da dầu hay da có nhiều mụn quá ấy, thì mình có thể rửa đi nhẹ nhàng, sau đó bôi lại kem chống nắng và phải đợi 15 phút, 15 đến 20 phút, sau đó mới tiếp tục đi ra ngoài, thì nó mới đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất trong cái vấn đề chống nắng khi đi du lịch. Còn nếu mà chỉ bôi sau đó chạy ra luôn ấy, thì coi như là lúc ấy rất là lãng phí mà về da vẫn đen sạm như bình thường. Số 2, đó là mình phải chọn kem chống nắng với SPF từ 70 trở lên. Bình thường khi ở trong thành phố, mình đi ít tiếp xúc, thì đa phần các chị em ngồi trong môi trường văn phòng ấy, mình chỉ cần có chọn kem chống nắng từ 30 hay 50 là đã có thể khá đủ rồi, kể cả với những chị em đang bôi treatment hay đang bôi trị nám. Tuy nhiên khi đi du lịch thì nó lại không phải như vậy. Việc bôi kem chống nắng với SPF 50 ấy, đi du lịch về sau đó bị sạm thì mình cũng khá thường gặp. Nên trong cái thời điểm này nếu đã xác định đi du lịch ấy, thì tốt nhất mình nên mua thêm cái loại kem chống nắng với SPF từ 70 hoặc thậm chí là 80, 90, 100. Đấy, để khi đi du lịch ấy, mình bôi được và mình giữ, thì lúc ấy nó sẽ hạn chế hiện tượng bỏng rát hay hiện tượng sạm da hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì bạn nhớ phải để ý thêm những cái chỉ số PA cộng từ 4 cộng trở lên, hay những cái chỉ số về chống ánh sáng xanh có hỗ trợ thì càng tốt thêm nữa nha. Điều số 3, đó là hãy chọn những loại kem chống nắng có option chống nước. Option chống nước ở đây không phải là mình có cái kem chống nắng như thế là mình có thể bôi xong mình thoải mái, mình chạy xuống, mình bơi nội hay mình làm các kiểu dưới nước. Bạn hãy hiểu rằng cái option chống nước trong kem chống nắng ấy, nó chỉ giúp cho mình chống được cái mồ hôi khi ra ngoài thôi. Bởi vì trong những cái thời điểm mình đi du lịch ấy, đa phần cái thời gian mình ở ngoài, chứ mình không ngồi trong văn phòng, không ngồi trong điều hòa, và ở ngoài cái thời tiết này rất là nắng, nên là đa phần mọi người sẽ đổ mồ hôi rất là nhiều. Và với những cái kem chống nắng ấy, kể cả có SPF cao hay có chỉ số tốt, nhưng nếu nó không chống nước được ấy, thì khi các bạn ra ngoài khoảng tầm một thời gian 15-20 phút, da đổ dầu, da ướt nhẹp ấy, thì nó cũng đã làm giảm cái hiệu quả của kem chống nắng đi ấy rất là nhiều rồi. Nên trong cái thời điểm này thì mình vẫn khuyến cáo các bạn chọn thêm những cái loại kem chống nắng có khả năng bám tốt, có khả năng chống được nước, thì nó giữ cho việc mà khi mình mồ hôi mình đổ ra ấy, cái hiệu quả của kem chống nắng nó không bị giảm đi. Thứ tư, đó là lưu ý là mình phải bôi cả kem chống nắng body nữa nhá. Bởi vì mình gặp một số chị em khi mà đi biển về ấy, da mặt vẫn ok, không vấn đề gì hết, vẫn che chắn đầy đủ, vẫn bôi rất là kỹ, nhưng mà tự dưng tay này sẽ có một mảng sạm từ cánh tay này trở xuống, bởi vì các chị em đã quên mất, không để ý này, không bôi kem chống nắng vùng cổ, không bôi kem chống nắng vùng tay. Và một số trường hợp thậm chí còn tệ hơn, sau khi mà trở về ấy, thì mặt không vấn đề nhưng tay cả vùng tay bị bỏng nắng, bị rát. Sau đấy thì hết cái giai đoạn bỏng rát rồi ấy, thì da nó vẫn lại sạm này. Một số trường hợp cá biệt nó thậm chí còn để lại những vệt tăng sắc tố ở cái vùng bàn tay hay cái
cái vùng mà dưới cánh tay này có cả một cái vệt đen và nhìn trông rất là mất thẩm mỹ, và mình phải mất khoảng vài tháng trời để chăm sóc, để hồi phục thì nó mới ổn định được. Thế nên cái việc bôi kem chống nắng body trong cái quãng thời gian đi du lịch đó là cực kỳ quan trọng, và nhớ là không được quên nhá. Điều số 5 đó là nên bổ sung thêm cả viên uống chống nắng hay những viên uống thực phẩm chức năng giúp sáng da. Tại sao như vậy? Bởi vì có thể trong quá trình bạn đi du lịch, đôi khi mà mình đi theo đoàn mà mình vội quá thì cứ 2 tiếng mình bôi một lần, sau đấy mình phải chờ một lúc mình mới đi được ra ngoài, thì kể thế thì cái đoàn du lịch người ta đi mất rồi còn đâu nữa, thì làm sao mà có thể như vậy được. Thì với những trường hợp này thì mình đã có thêm cái bước dự phòng bổ sung, đó là mình bổ sung thêm cả viên uống chống nắng nữa, thì nó làm đỡ được cái quá trình đấy. Thì khi đấy đôi khi mình vội quá mình không kịp bôi ấy, thì ít ra nó cũng có thành phần viên uống rồi, nó đỡ đi một chút, nó đỡ cho mình bị sạm ngay cái lúc mình vừa bôi kem chống nắng và mình di chuyển luôn ra ngoài như vậy. Thứ hai đó là nên bổ sung những thành phần như glutathione hay vitamin C trước đó, thì đặc biệt là vitamin C nhé, bởi vì cái vitamin C nó cực kỳ có hiệu quả trong cái việc nó giảm hiện tượng đỏ hay giảm tác hại ánh sáng mặt trời khi mình chiếu trực tiếp trên da. Nên cái việc bổ sung viên uống vitamin C trong giai đoạn này cực kỳ quan trọng. Viên bôi thì có thể tạm ngưng nhé, bởi vì nếu bạn bôi vitamin C mà bạn phơi nắng nhiều quá thì có thể nó sẽ sạm hơn. Nhưng uống thì cực kỳ khuyến cáo và rất nên sử dụng. Và lưu ý cuối cùng đó là có thể sử dụng một lớp kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng trước khi sử dụng kem chống nắng. Tại sao như vậy? Bởi vì khi các bạn ra cái vùng nắng nóng và nó rát, nó mạnh quá thì da mình tiếp xúc với nhiệt độ rất là nhiều, nhiệt độ rất là cao, có thể nó gây ra hiện tượng da mất nước. Vì thế cái việc mà giữ đủ độ ẩm cho da trước khi bôi kem chống nắng, có thể mình sẽ chọn một cái loại kem chống nắng có thành phần dưỡng ẩm sẵn rồi, có thể là mình bôi thêm một nước dưỡng ẩm hay một lớp serum nhẹ nhàng trước khi mình sử dụng cái kem chống nắng đấy, nó sẽ làm da hạn chế bị khô quá và bị bỏng rát hơn. Thì đấy cũng là một cái mẹo nhỏ giúp cho da mình tránh bị sạm đi nhiều sau quá trình mà mình đi chơi vui vẻ như vậy. Cuối cùng tổng kết lại thì đó là 6 phương án, 6 lưu ý rất là nhỏ thôi, các bạn có thể hoàn toàn dễ dàng thực hiện để giúp cho tránh hiện tượng mình bị đen, mình bị sạm, hay thậm chí cả 6 tháng trời mình điều trị nám rồi, nó đã gần có thành quả rồi, cuối cùng nó lại mất đi, nó lại công cốc hết. Thì đây là những cái lưu ý nhỏ. Cuối cùng xin chào tạm biệt các bạn. Và nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy ấn like và subscribe để chia sẻ kiến thức đến cho nhiều người hơn. Xin chào.